Các bạn nha. Thì mình hôm nay mình rảnh, mình có muốn chia sẻ với các bạn về cái cách sống, nói chung là những cái quan niệm cá nhân của mình thôi. Cho nên mình chia sẻ. Ví dụ như là mình đọc được cái bài này, mình thấy nó hay thì mình chia sẻ, hoặc là biết cái gì đó mình chia sẻ. Thông thường thì mình sẽ nói về vấn đề chủ đề là xe nhiều hơn. Tại mình đam mê xe. Hôm nay mình sẽ nói về vấn đề nói chung là cuộc sống các bạn. Thì nếu bạn muốn kiếm 30 triệu thì mình sẽ chơi với người kiếm được 30 triệu một tháng ha. Còn nếu bạn muốn kiếm 50 triệu một tháng thì hãy chơi với người kiếm ra 50 triệu một tháng. Nếu bạn chơi với hai người tài giỏi, bạn sẽ là người tài giỏi thứ ba. Còn nếu bạn chơi với 5 người mà kém, nói chung là ngu hay dốt đó và lười đó, thì bạn sẽ là ngu dốt và lười, là người thứ sáu ha. Thì thường thường người ta nói các bạn, gần mực thì đen ha, gần đèn thì sáng. Đời còn dài mà, người hay phải chạy, ngựa hay phải chạy đường dài ha. Thì cuộc đời là những chuỗi ngày cố gắng. Đừng nghĩ mình là sẽ không làm được các bạn. Nhìn xuống thì để biết mình là ai. Nhìn lên để mình lấy thêm động lực. Đường còn khó khăn mà con đường thành công nha các bạn. Nói chung là mình sẽ cố gắng. Mình khuyên các bạn cũng sẽ cố gắng. Rồi, hãy làm bạn với những người cùng đẳng cấp với bạn, tức là thầy của những ai yếu kém hơn bạn và học trò của những người thành đạt hơn mình. Rồi, mình nói vậy tuy nhiên là mình sẽ quan trọng với cuộc sống hiện tại, bằng lòng với những gì mình đang có, tức là mình sẽ giữ mối quan hệ tốt đối với người xung quanh mình. Đồng thời mình sẽ tìm những người giỏi hơn mình để mình học hỏi, và mình sẽ giúp đỡ những người yếu kém hơn mình để đồng hành cùng mình cùng phát triển, chứ không phải là mình sẽ lừa những người giàu mình chơi và những người nghèo mình không có chơi. Ở đây tức là nói mình sẽ cố gắng. Nói tóm lại, mình khuyên các bạn còn trẻ gắng phấn đấu cố gắng, không làm phi pháp thì thôi, mình sẽ làm việc chân chính, cố gắng phát triển để anh em bạn bè, những người xung quanh mình cùng phát triển đó các bạn. Đó là một cộng đồng, nói chung là cộng đồng cùng phát triển thì xã hội nó sẽ phát triển. Tuy nhiên trên cái đường nó sẽ rất nhiều khó khăn, mình vượt qua khó khăn này thì nó sẽ khó khăn khác. Hôm nay khó khăn, ngày mai khó khăn, ngày kia cũng khó khăn, nhưng sẽ có một ngày sẽ tốt đẹp hơn. Rồi, mình muốn chia sẻ các bạn video này để mình cùng các bạn và những người thân có cái động lực để cố gắng lên. Gặp khó khăn đừng có nản, nói chung là mình cùng nhau phát triển, cùng nhau cố gắng. Hãy chia sẻ những cái hay, cái bổ ích cho nhau để cùng phát triển. Rồi, cuối cùng mình cảm ơn chân thành các bạn đã xem cái video của mình. Rồi, mình xin kết thúc ở đây ha các bạn.